Lên nhanh, lên nhanh, lên đi. A à, Thủy Tiên. Đừng làm đi gặp. Thôi thôi thôi, được rồi, đập tay thôi được rồi. Này, hôm nay sao đi đâu về mà lại tay xách nách mang, mà hôm nay ôi dồi ôi, không hiểu là vì lý do gì mà hôm nay em lại có một cái gu thời trang nó lại sao? Nó hơi kinh dị này. Kinh dị cái gì? Này nhá. Anh đừng mà chê gu thời trang của em nhá. Anh thì anh không chê, nhưng mà đấy em nhìn nó bố cục này. Người em thì nó đã có một mẫu, bây giờ em mặc thế này nó chia thành 1 2 3 4 5 quần. Sao? 6 múi. Này, đừng có mà chê em nhá. Nhìn anh nhá. Như cái tâm ấy. Quê tâm nó có nét đẹp của quê tâm, chứ nói chung là như thế này nó ảnh hưởng đến thị giác của anh lắm. Đừng có tra tấn thị giác của người khác như thế chứ. Hôm nay là hôm nay sao lại có cái gu thời trang nó dị như thế này? Gu thời trang của em á? Xuân hạ thu đông đủ cả. Này, muốn có lực sĩ thì có lực sĩ nhá. Muốn có sexy thì có sexy nhá. Nhưng mà thôi được rồi, anh biết em là một tín đồ thời trang rồi. Nhưng mà lý do tại sao mà hôm nay lại xuất hiện ở trong nhà hàng? Anh tưởng bẩn à? Anh tưởng em đến gặp anh à? Đến gặp ai? Nghe nói là hôm nay có khách mời là chị Trương Anh Trúc đúng không anh? Ờ đúng rồi, sao biết? Em đến để nhờ chị tư vấn về thời trang. Ôi giời, anh biết. Nhìn thế ngày này là biết ngay rồi, nhưng mà quần áo đâu mang đến đây anh xem là đây này. Như thế nào mà đòi chị tư vấn? Đây. Đẹp chưa? Ừ, cũng được đấy. Yeah. Thôi, à? Mời chị vào đi. Sao thì em sẽ rửa ra cho anh nhìn đẹp cục. À thế à? Thế thì chắc chắn là phải mời chị vào rồi để chị tư vấn lại, chứ anh thấy mặc như thế này thì nó hơi tra tấn thị giác của anh. Sao đâu? Các bạn khán giả truyền hình thân mến, chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ của chúng tôi. Và ngày hôm nay khách mời của chúng ta sẽ là một người mẫu, một biên tập viên, và có lẽ cô ấy cũng không còn xa lạ với các bạn nữa. Tuy nhiên, trước khi Minh Trí và Thủy Tiên chuẩn bị để đón tiếp với thì chúng ta hãy xem clip giới thiệu về nhân vật khách mời ngày hôm nay. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Cảm ơn các bạn đã trở lại với Bữa Trưa Vui Vẻ, và tôi xin giới thiệu với các bạn, đây là khách mời của chúng ta ngày hôm nay, biên tập viên thời trang Trương Anh Trúc. Xin chào chị Trúc, chào mừng chị đã đến với nhà Bữa Trưa Vui Vẻ. Và bây giờ thì có lẽ là chị sẽ gửi một lời chào nào đó đến các bạn khán giả đang theo dõi chương trình. Xin chào các bạn, rất vui được gặp các bạn trong Bữa Trưa Vui Vẻ ngày hôm nay. Em sẽ làm máy quay của chị nhé. Ok. Không, ở đây thì chị có thể nói với bất kỳ nơi nào chị muốn, nhưng mà khi mà chị nhìn vào đây thì các bạn khán giả sẽ theo dõi được ánh mắt okay. của chị. Vậy chị sẽ truyền cái tình cảm của chị vô cái máy quay ở đây đúng không? Ok, xin chào các bạn, rất vui được gặp các bạn trong chương trình Buổi Trưa Vui Vẻ của ngày hôm nay. Và công việc của Trúc đầu tiên. Công việc của chị là phải chào mọi người đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ này, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên chị đến với nhà hàng Bữa Trưa Vui Vẻ đúng không? Đúng rồi, em khá hồi hộp. Em tên là Tí, tên là Chí, nhưng mọi người hay gọi em là Tí, bởi vì em ngồi cạnh chị nhìn em nó hơi bị nhí một tí, nhưng mà nó không sao cả. Bình thường thì em được làm công việc cọ đĩa ở trong kia, nhưng ngày hôm nay thì em đã được ra đây để đón tiếp chị và cái người thay em làm công việc cọ đĩa, rửa chén bát ở trong nhà hàng. Một lát chị có được lên đó thay thế cô đó không? Có, đây là cô Trang Moon này. Và chắc chắn là lát nữa thì chị có thể lên lấy đổi vị trí của cô ấy. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có rất nhiều câu chuyện để nói với nhau xoay quanh cái lĩnh vực ở trong công việc hiện tại của chị bây giờ, đó chính là thời trang. Ngoài ra thì chúng ta còn có các món ăn ở trong nhà hàng ngày hôm nay nữa. Nhưng mà một cái công việc đầu tiên khi mà tất cả những khách mời đến nhà hàng là phải làm một nhiệm vụ. Đó sẽ là check-in. Ôi, chị lại biết trước. Chị hay theo dõi Bữa Trưa Vui Vẻ không? Chị rất hay theo dõi Bữa Trưa Vui Vẻ. Chị yêu thích ai ở trong nhà hàng nhất ạ? À, cái đó là một bí mật nha, cái đó tiết lộ sau. À, cuối chương trình có thể tiết lộ được cho em không ạ? Dạ. Bình thường thì ngày hôm nay, bình thường thì mọi ngày là có một cô gái tên là Mục Tạt, cô ấy sẽ mang những cái thử thách gì cho chị, nhưng mà ngày hôm nay thì có một cô gái khác, cô ấy đã xin Mục Tạt là đổi để cho cô ấy có thể có cơ hội xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay, để có thể có được sự tư vấn của chị. Cô gái yêu thời trang. Có lẽ là chị cũng biết cô ấy là chắc ai rồi. Chắc xinh đẹp nhá. Thủy Tiên ơi, em vào đây, khách mời đã đến rồi này. Trời ơi, không phải chuẩn bị quần áo nữa đâu. Thì đây. Cứ mang vào đây rồi là để khách mời người ta tư vấn cho. Ơ, quên.
quần áo. Thôi được rồi, không phải quần áo nữa. Anh chỉ gọi em vào đây là giới thiệu với khách mời với em và để cho em nói lời chào với chị thôi. Còn đừng quên nhiệm vụ chính của mình hôm nay là gì nhá. Nhớ chưa? Nhớ nhiệm vụ chính của mình là gì chưa? Chú. Dạ. Hôm nay em đến để nhờ chị tư vấn để sắc đẹp cho em. Chị thấy em có một vẻ đẹp hoàn hảo, nhập ba vòng hoàn thiện rồi đó. Thì em là thời trang ấy chị, anh chị em cứ chê em ấy. Tóm lại là anh vừa bật mí với chị Trúc ở đây rằng là em đã phải xin mù tạt là hôm nay đổi lịch cho em để em có thể làm để có cơ hội gặp chị Trúc để chị tư vấn sắc đẹp cho em. Nhưng ngoài ra thì em cũng đừng quên nhiệm vụ của mình là chuẩn bị các món ăn để mang ra tiếp đón khách mời. Bây giờ thì có lẽ là bốn người chúng ta hãy cùng nhau chụp một kiểu ảnh check in để đăng lên fanpage và sau đó thì em sẽ trở về vị trí của em và chuẩn bị những món ăn. Thế em có ý kiến gì không ạ? Em ạ, ok ạ. Ok, nhưng mà có ý kiến ạ? Xin mời bạn bì chính có thể giúp tôi chụp một kiểu ảnh bốn người ở đây không? Và chị Trúc ạ. Sao bây giờ chị đứng hay chị ngồi? Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về chủ đề thời trang. Và có lẽ là chúng ta sẽ trò chuyện với nhau về câu chuyện của những tín đồ thời trang. Thế nhưng mà em cảm thấy ở đây là từ từ chị cứ đứng dịch ra không kia, em đứng đây cho nó cân. Đấy. Em cảm thấy ở đây là chúng ta là những con người rất là thời trang rồi. Yeah. Nhưng cái bức ảnh của chúng ta sẽ phải có một cái chủ đề nào đó liên quan đến các tín đồ thời trang. Vậy thì chị theo chị thì chủ đề bức ảnh này sẽ là gì? Fashionista. Ok. Có cái tên tiếng Việt nào nó thuần túy, nó gắn liền với cuộc sống không? Để suy nghĩ coi. Chị nghĩ cái tên là Fashionista là một trong những cái tên mà chị thấy là ok nhất, là bởi vì nó thể hiện hết được nội dung của... Thế thì em sẽ tạm dịch sang tiếng Việt là tín đồ thời trang. Nhưng ở đây bốn người chúng ta, mỗi người đến từ một hoàn cảnh khác nhau. Và bốn người là bốn tín đồ của thể loại thời trang khác nhau. Bây giờ em đề nghị là kiểu ảnh này bốn người bốn kiểu. Nhưng mà không ai đứng gần ai để tránh có cái sự so sánh về khập khiễng của ngoại hình. Không, anh không nói em, anh đang nói anh, em có thấy anh đứng cạnh chị là hơi bị... Hay là... Rồi, bây giờ em sang bên kia đi. Không, tốt nhất là chúng ta nên chụp một kiểu ảnh wifi. Như thế thì sẽ không biết là ai thấp, ai chị cao. Chị nghĩ là chị phải đứng cạnh Thủy Tiên thì cái mức độ... À? Không. Chứ thì vẻ đẹp của hai người sẽ được tôn lên nhiều nhất. Hả? Rồi, chị nên đứng cạnh Thủy Tiên, em thấy như thế hợp lý đấy. Còn ok. Là... em đứng cạnh anh thì đứng người đứng đầu bức ảnh rồi, lúc nào anh phải là người đứng đầu bức ảnh. Lại như là tiếp nhá. Nhưng mà chị nghĩ như này, nếu mà đặt fashionista tín đồ thời trang thì sau mỗi bức hình mình phải đổi kiểu liên tục. Đúng rồi, như đúng vậy đúng nó rồi. Mới chuyên nghiệp chứ nhở. Chị thấy đã hài lòng với bức ảnh check in này chưa? Em thì thấy nó không được rồi. Thôi được rồi, chúng ta không nên nhận xét về bức ảnh của chính chúng ta. Bây giờ thì ai sẽ về chỗ của người đấy, sau đấy em sẽ post cái bức ảnh này lên trên fanpage. Và người... Em đừng quản nữa, anh biết là em nhiều mỡ quá. Rồi. Anh biết là em nhiều mỡ rồi, bây giờ em có thể cởi bớt những cái đồ này của em ra. Sau đó em vào bếp chuẩn bị đi. Em đang muốn nói là chúng ta sẽ post cái bức ảnh này lên trên fanpage và các bạn khán giả sẽ là người nhận xét chứ không phải là chúng ta. Còn bây giờ thì chị đã sẵn sàng cho bữa trưa ngày hôm nay chưa? Anh à, hồi hộp quá. Không phải hồi hộp đâu. Chị yên tâm là những câu hỏi sẽ không quá khó nhưng mà cũng không quá dễ, và đặc biệt là chị còn có thể có sự trợ giúp của các bạn khán giả đang theo dõi truyền hình nữa. Bây giờ thì sẽ là lúc mà em mang món ăn đầu tiên ra cho chị Trúc. Và okay. Trong lúc chúng ta dùng bữa trưa với nhau cũng như dùng bữa trưa với các bạn khán giả, chúng ta sẽ trò chuyện với nhau thêm nhiều hơn về câu chuyện là những tín đồ thời trang, được không ạ? Okay. Còn có lẽ bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món ăn đầu tiên. Các bạn khán giả thân mến, đây sẽ là món ăn đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Rebecca, mày vừa thanh toán hóa đơn thẻ 900 đô và mày không cần thêm một chiếc khăn quàng cổ nữa đâu. Chờ chút đã. Cô định cứ thế mà bỏ đi sao? Chiếc khăn này rất đẹp và nó sẽ đẹp hơn khi được đeo lên người cô. Cô nói thật sao? Nó sẽ làm mắt cô to và tròn hơn. Nó sẽ làm mái tóc mới cắt của tôi trông sang trọng hơn. Cô sẽ kết hợp được nó với tất cả các bộ đồ mà cô đang có. Đó sẽ là một sự đầu tư. Tôi lấy cái này, làm ơn. Một sự lựa chọn thông minh. Nó có giá 120 đô. Cô muốn trả bằng gì? Đây là 50 đô tiền mặt. Cô có thể lấy 30 trong thẻ này. 10 trong thẻ này. 20 trong thẻ này.
Bị từ chối. Thật sao? Cuối cùng cô gái có mua được chiếc khăn thần thánh đó không? Một, có. Hai, không. Đó là câu hỏi cho món ăn đầu tiên mà nhà hàng đã chuẩn bị cho biên tập viên thời trang Trần Danh Trúc. Và cũng là một món ăn liên quan đến chủ đề thời trang, liên quan đến các tín đồ thời trang. Và câu hỏi chúng tôi đưa ra trong món ăn đầu tiên như sau. Cuối cùng cô gái có mua được chiếc khăn thần thánh đó không? Đáp án thứ nhất là có và đáp án thứ hai là không. Đó, chiếc khăn thần thánh. Có lẽ là đối với những cái tín đồ thời trang thì họ thường đặt cho những cái món đồ mà họ yêu thích, họ đam mê những cái tên rất là đặc biệt. Em không biết là với một biên tập viên thời trang và đặc biệt là trước đây chị đã từng có thời gian làm một người mẫu thì quan điểm của chị về thời trang như thế nào ạ? Thật ra quan điểm của chị về thời trang rất là đơn giản, đó là sự cân bằng và thanh lịch. Chỉ có như vậy thôi, khi mọi người cân bằng được gọi là phong cách thời trang của mình và những cái phong cách thời trang của mình nó thích hợp với cho những người xung quanh, thì cái đó là một trong những điều quan trọng, và thanh lịch là cái điều không thể thiếu. Đừng bao giờ quên điều đó. Vậy thì có lẽ là không phải là một mình em mà còn rất nhiều những các bạn khán giả đang rất là tò mò, không hiểu tại sao chị lại từ người mẫu mà lại chuyển sang một cái hướng đi khác, đó là một biên tập viên thời trang. Tại vì người mẫu mình tiếp xúc với thời trang theo một cái gọi là cái góc khác, nhưng mà khi trở thành một biên tập thời trang thì mình lại tiếp xúc với thời trang được nhiều hơn, từ nhiều hướng khác nhau và từ những cái gọi là những cái khu vực nó rộng hơn. Ví dụ như từ nước ngoài, từ internet, từ mọi thứ. Thì đó là cái mà đều thu hút chút. Vậy thì với một tín đồ thời trang như chị thì sao? Khi mà chị theo dõi cái tình huống vừa rồi, có lẽ là với một người đam mê thời trang thì cái bộ phim đó không còn xa lạ gì với chị nữa đúng không? Đúng rồi. Đó là bộ phim Lời Thú Tội của một tín đồ thời trang đúng không? Trong cái tình huống vừa rồi có lẽ là chị cũng đã theo dõi, không biết là chị có biết đáp án không, nhưng mà chị bao giờ rơi vào cái tình huống như vậy chưa? Nghĩa là mình gặp một cái món đồ mà mình cảm thấy mình yêu thích vô cùng và mình phải làm mọi cách để làm sao có được cái món đồ đó. Chắc Trúc cũng gặp khá nhiều lần. Bởi vì tín đồ thời trang thì đặc biệt một điểm là họ luôn luôn mê thời trang và họ muốn có những cái gì mà họ thực sự đam mê. Thì Trúc nghĩ cái câu trả lời ở đây là chắc chắn sẽ là có. Chắc chắn sẽ là có, nhưng mà mọi thứ đều có thể xảy ra ở trong nhà hàng bữa trưa vui vẻ. Đôi khi là chị đã xem qua cái tình huống này ở trên đâu đó, ở trên mạng rồi đúng không? Nhưng mà ví dụ bếp trưởng lại muốn làm cho nó khó hơn, anh ấy sẽ đổi qua một cái đáp án khác mà không ai ngờ tới. Chính vì thế chúng ta hãy cùng dành thời gian không những là chỉ cho chị suy nghĩ mà còn cho các bạn khán giả suy nghĩ cùng chị, để họ có thể trợ giúp, họ sẽ tương tác về để có thể giúp cho chị đưa ra đáp án trả lời chính xác nhất. Còn trong thời gian đó thì có lẽ là bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những không gian ăn chơi khác, không phải chỉ riêng không gian ăn chơi trong nhà hàng với 4 người đang có mặt, mà các bạn cộng tác viên ngoại tuyến họ cũng đang ăn trưa và họ đã gửi về cho chương trình những clip chia sẻ không gian ăn trưa của họ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi những clip đó, chị đồng ý không ạ? Đây sẽ là những không gian ăn trưa của các bạn cộng tác viên ngoại tuyến đã gửi về cho chương trình. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Mình đang đứng trước tòa nhà Hilton, một tòa nhà rất lớn nằm trên phố Lê Thánh Tông. Trời nội hôm nay đã lạnh hơn hôm qua một chút, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn khoảng 13 đến 18 độ C. Và trưa hôm nay thì mình sẽ dùng bữa cùng với gia đình và cùng mọi người đón xem bữa trưa vui vẻ trên VTV6. Chúc các bạn có một bữa trưa vui vẻ và đầm ấm. Ngày đầu tiên đến với buổi thực tập, Thanh Linh giới thiệu với các bạn không gian của nhà máy xử lý rác thải Nam Thành ở Ninh Thuận. Nhiệt độ trung bình ở đây khoảng từ 24 đến 26 độ C và có mưa nhẹ. Và trưa nay, Thanh mời các bạn và sẽ dùng cơm tại căng tin này. Chúc các bạn có một bữa trưa vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Xin chào các bạn, tôi đang có mặt tại vườn Bách Thảo. Không gian ở đây rất tuyệt, rất thoáng đãng, trong lành và có rất nhiều cây xanh. Ngày hôm nay thì tôi có bài tập nhóm ở đây nên có lẽ là cũng sẽ ăn trưa ở đây luôn.
Chúc các bạn có một bữa trưa vui vẻ nhé. Đó là không gian ăn trưa của các bạn cộng tác viên ngoại tuyến và đây là không gian ăn trưa của chúng ta. Và ngày hôm nay thì có lẽ là thời tiết ở Hà Nội đã lạnh hơn ngày hôm qua rất là nhiều và điều đó cũng ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của chị Trúc đúng không? Em thấy là giọng chị có vẻ là hơi ốm hơn. Giọng khàn đúng không? Hơi khàn hơn. Có sexy hơn không? À, chỉ có một cách thôi để giúp chị không bị ốm nữa, không bị khàn giọng nữa. Đấy là ngày hôm nay đến với bữa trưa vui vẻ, chị phải ăn được những món ăn thật là no và khi ra về thì phải thật là vui vẻ. Và để có được điều đó thì chị phải trả lời đúng cả 5 câu hỏi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với đáp án câu hỏi đầu tiên để xem là chị có được 10 điểm đầu tiên tương ứng 100.000 đồng không. Tuy nhiên trước đó chúng ta sẽ cùng đến với tỷ lệ tương tác của các bạn khán giả để xem là họ đang suy nghĩ thế nào, trợ giúp cho chị như thế nào để đưa ra đáp án có hoặc là không ở trong câu hỏi của món ăn đầu tiên. Bây giờ sẽ là tỷ lệ tương tác. Trong câu hỏi là cuối cùng cô gái có mua được chiếc khăn thần thánh đó không? 75% các bạn khán giả nghĩ là có và 25% các bạn khán giả nghĩ là không. Có vẻ như là đáp án này giống như là chị đang suy nghĩ đúng không? Đúng rồi. Ngay khi đó chị đã bởi vì tất cả các bạn khán giả đều là fashionista, giống nhau. Và bây giờ thì chị sẽ đưa ra đáp án cuối cùng của mình là chốt đáp án sẽ nghe theo các bạn khán giả là có đúng không ạ? Đấy là đáp án của chúng ta là đáp án thứ nhất. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với đáp án của câu hỏi này để xem là món ăn khai vị có mang đến cho chị 10 điểm tương ứng 100.000 đồng hay không. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Có thể thử lại không? Thật sự là bị từ chối. Xin lỗi, đây là trường hợp khẩn cấp. Ông có thể trả lại tiền mặt không? Nếu tôi đưa cho ông 23 đô và ông sẽ đưa cho tôi một chiếc bánh và 20 đô tiền mặt. Chúng tôi có giống một cái ngân hàng không? Xin ông. Cảm ơn anh. Đó, như vậy là chị đã trả lời đúng rồi trong món ăn đầu tiên rồi. Nhưng mà em rất tò mò không biết là với một người mẫu hay là một biên tập viên thời trang thì khi mà họ giành chiến thắng ở trong một cái việc gì đó thì họ sẽ ăn mừng như thế nào, họ cũng chỉ ngồi và gật gật thế này thôi ạ. Diện ngay cái đó ra ngoài đường. Bây giờ nếu mà em có cái khăn đó ở ngay trước mặt chị thì chị sẽ diện ngay cái đó ra ngoài đường với em. Nhưng vấn đề là em không biết là khi mà chị vui mừng thì chị sẽ biểu lộ cảm xúc của mình như thế nào. Chẳng nhẽ em với một người mẫu thì lúc nào cũng phải high five, high five được không? Câu hỏi này chỉ tương ứng với 10 điểm là với 100 ngàn đồng thôi. Tuy nhiên các câu hỏi sau thì giá trị của nó sẽ còn nhân lên rất là nhiều. Nhanh tới câu hỏi sau. Tuy nhiên trong thời gian đó thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về chủ đề thời trang đi. Ví dụ như trong tình huống vừa rồi thì chúng ta đã được theo dõi một tình huống là một cô nàng phát điên lên vì cái đam mê của mình. Vậy thì đôi khi có phải là với những tín đồ thời trang thì cái đam mê đó trở nên thành cái sự mù quáng không ạ? Thật ra cái đam mê đó không phải là cái sự mù quáng như hồi nãy chị có nói. Cái đam mê mọi thứ nó phải có cái sự cân bằng. Khi mà em có đam mê, em cân bằng thì em sẽ đạt được những cái hình ảnh mà em muốn, giống như những cái phong cách, những cái cá tính của em trong bộ trang phục. Bởi vậy là nếu mà em biết dừng lại đúng lúc, biết cân bằng thì cái phong cách của em sẽ đạt cái đỉnh cao nhất. Khi mà biết chị Thanh Trúc là khách mời của bữa trưa vui vẻ thì em có tìm hiểu qua một số thông tin về chị và em đọc được một bài báo. Trong đó thì có một chia sẻ của chị là chị không quan tâm đến hàng hiệu. Đúng không ạ? Chị đã từng nói như vậy nhưng mà em cảm thấy là điều đó rất là mâu thuẫn khi mà hàng hiệu, thương hiệu và thời trang luôn luôn gắn liền với nhau. Nếu không có các thương hiệu thì không làm nên thời trang. Vậy thì tại sao lại có cái sự mâu thuẫn này? Chị nghĩ sao về điều thật đó? Thật ra không phải là mình không quan tâm 100%. Nếu mà mình được mặc hàng hiệu thì cái đó cũng là cái điều mà tất cả mọi người, mọi fashionista đều mong muốn. Nhưng mà song song đó mình cũng phải có gọi là cái sáng tạo của bản thân, cá tính của bản thân. Đó là ngoài những cái không phải là hàng hiệu thì mình có thể vẫn đẹp, vẫn hoàn hảo, vẫn thanh lịch trên những cái trang phục mà mình có thể tự tìm hiểu, tự gọi là tìm tòi để tạo nên một cái phong cách riêng cho mình. Thật ra thì nếu mà có hàng hiệu thì ai cũng vui thôi, thật ra chị cũng rất là mê hàng hiệu. Nhưng mà để cân bằng lại những cái điều kiện kinh tế hay những cái gọi là tác động xung quanh thì cái việc mà mình có một cái phong cách riêng không phụ thuộc vào hàng hiệu riêng của bản thân mình, cái đó cũng là điều quan trọng. Nếu như theo những chia sẻ của chị thì đúc kết lại một kinh nghiệm để dành cho các bạn khán giả,
hoặc là đặc biệt là dành cho em chẳng hạn, thì ví dụ như khi mình thích một món đồ hiệu nào đó nhưng mình không có khả năng mua, giống như cô gái ở trong cái clip kia thích cái khăn đó quá mà không mua được, thì thôi mình về mình tự may một cái khăn chẳng hạn, được không? Đúng rồi. Miễn là nó phù hợp với bản thân mình chứ không cần thiết nó phải là thuộc về một thương hiệu nổi tiếng nào đó, đúng không ạ? Đúng. Như vậy là sau món ăn đầu tiên thì chị đã có 10 điểm tương ứng với 100.000 đồng. Và sao đấy, anh đang định sang lâu cái gì này của em rồi. Em từ từ. Khi mà chúng ta đang trò chuyện về chủ đề những tín đồ thời trang thì ở đằng xa kia Thủy Tiên đã chuẩn bị rất là nhiều món ăn. Và theo em được biết thì đây cũng sẽ là món ăn thứ hai mà chương trình đã chuẩn bị dành cho chị Trúc. Bây giờ thì được rồi, đến phần của em rồi đấy, em mang đồ ăn ra đi. Em không cần phải đứng xị mặt như thế đâu, ra đây đi, nhiều lắm, tiền bé bỏng của anh. Món ăn đầu tiên của em này. Em có thể chuẩn bị nhanh hơn một chút không? Đây. Ôi, hôm nay ta-da. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho chị một món. Anh biết món gì không? Nhìn là biết rồi, việc gì phải hỏi nữa. Bánh đúc. Món này là đặc sản của miền Bắc đấy. Chị khi mà chị ăn món này vào ấy có vị ngấy của đầu lưỡi, nhưng mà ăn nuốt lại không thấy gì cả. Này, anh cảm thấy là hôm nay em gặp được thần tượng của em là đến đây cái điện bình đựng. Hơi bối rối vậy. Thôi nào ăn. Biến thế. Nào, tay ra. Cái này là để mời khách mời chứ ai lại ăn như thế. Đã béo thì chớ rồi, ra đây gặp thần tượng cứ là lắp ba lắp bắp lú trông đúng như cái bánh đúc. Sao anh cứ phải chê em nhỉ? Anh không chê, anh không chê, nhưng mà từ từ để anh mời khách mời và đưa ra câu hỏi cho món ăn thứ hai cho khách mời đã, rồi lát nữa thì ba chúng ta sẽ cùng ăn, được không? Đi nữa. Rồi, tay nào. Thì tay Trúc thân mến, trên tay tôi bây giờ là một đĩa bánh đúc và đây cũng sẽ là câu hỏi cho món ăn thứ hai. Trước khi mà chúng ta nào để mời khách mời phải là bất lịch sự đấy. Trước khi mà chúng ta cùng thưởng thức đĩa đúc này thì có lẽ là chúng ta hãy cùng theo dõi xem câu hỏi dành cho món ăn thứ hai này là gì. Bây giờ sẽ là câu hỏi của món ăn thứ hai. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn, ngoài lạc thì nguyên liệu chính để làm bánh đúc là gì? 1. Gạo tẻ. 2. Gạo nếp. Câu hỏi mà chúng tôi đưa ra cho món ăn thứ hai như sau. Các bạn, ngoài lạc thì nguyên liệu chính để làm bánh đúc là gì? Đáp án thứ nhất là gạo tẻ và đáp án thứ hai là gạo nếp. Chị Trúc có thích ăn bánh đúc không ạ? Chị có thích ăn bánh đúc. Anh biết là em thích ăn bánh đúc rồi nhưng mà từ từ. Từ từ. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng thử ăn. Nhưng mà chẳng nhẽ lại không mời Trang Moon ơi, ra đây. Không, làm sao mà anh có thể quên được em. Mà đặc biệt là bếp trưởng cũng không hề quên em đâu. Có một đĩa bánh đúc thôi nhưng mà anh ấy đã chuẩn bị đến 4 cái đũa rồi. Có nghĩa là 4 chúng ta đều có cơ hội ăn. Xin mời, từ để mời khách mời. Em mời chị. Cảm ơn. Em đâu có. Đây, của em đây. Còn đây là của Thủy Tiên là thôi. Em thì em, anh nghĩ là em không nên ăn bằng đũa đâu. Em ăn bằng thìa là được rồi. Nhưng mà có lẽ là chúng ta nên xẻ trước bánh đúc này ra trước lại, đúng không? Ok, chị xẻ nhá. Chị xẻ giúp em đi. 4 phần. Em xẻ to. Em xẻ rồi, cái phần to về phần em mà, không được đâu. để em xẻ cho. Có vẻ như em là một người rất thích ăn bánh đúc đúng không Thủy Tiên? Em thì món nào em thích. Yeah. Anh đây. Nhìn bạn ấy giống gì hả? Ôi. Riêng anh Chí chỉ thế này thôi. Ok, ok. Cái phần em mà em này, nhá. Vấn đề là ở đây có 4 người, sao em không chia nó thành hình dấu cộng để cho nó cân bằng. Bây giờ em chia này. Và các bạn khán giả có nhìn thấy cái đĩa này không ạ? Một miếng dành cho khách mời rất là vừa vặn. Một miếng dành cho Trang Moon to hơn cả miếng khách mời. Miếng của Thủy Tiên nó chiếm đến 1/3 cái đĩa. Còn miếng của tôi đấy các bạn có thể nhìn thấy nó chỉ thế này thôi ạ. Thôi, xin mời mọi người dùng bữa. Người Việt của chúng ta có câu là bánh đúc mà đổ ra sàn, thuận anh bán mà thuận nàng, nàng mua. Mọi người hiểu câu này ra sao? Chị Trúc có biết câu này không ạ? Mới nghe em đọc thôi đấy. À, có nghĩa là chị chưa nghe qua câu này. Câu này là một câu của dân gian Việt Nam đã từ xưa rồi. Nhằm để phê phán những cái người mà đã già, đã qua lứa nữa thì rồi mà còn hay kiểu
Sao chị phải ăn như thế nào đây? Dạ chị đến mời cả nhà nhá. Ok, chấm. Này em có biết cái câu anh vừa nói muốn miêu tả điều gì không? Ngon nhỉ? Ngon không? Ừ. Ăn bánh đúc là phải biết câu đấy chứ. Để cho Thủy Tiên giải đáp. Này Thủy Tiên, giải đáp câu đố của anh đi. Đấy, bánh đúc mà đổ ra sàn, vẫn anh bán, vẫn nàng ăn. Thì em cứ ăn thôi. Em ăn cái của em. Anh ăn cái của anh. Em giật gãy chán đấy, anh đang cố mang một chút những cái nét văn học để đem vào cái đĩa bánh đúc này. Thế mà em làm anh cụt hết cả hứng văn thơ của anh rồi. Chẳng buồn giải thích ý nghĩa mà. Thế anh cứ giảng giải đi, có việc em ăn thì em ăn. Có tóm lại là chị ăn với em thử thêm một lần nữa nào. Ngon cùng chị ạ. Dạ. Rồi bây giờ thì chị chúc lại ăn thêm một miếng nữa đi để thử xem là nguyên liệu nó sẽ được làm từ gạo nếp hay gạo tẻ. 1, 2, 3 ăn vừa thôi, ăn nhiều quá đến này người đã 6 múi rồi, bây giờ ăn hôm thêm qua có nhắn tin cho em bảo là mua thuốc giảm cân nhá. Ừ thì sao hôm nay lại ăn nhiều thế? Em là đang thực hiện chế độ tăng cân. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng quay lại câu hỏi để xem các bạn khán giả đã suy nghĩ ra và tìm ra đáp án cho câu hỏi này xong chưa. Câu hỏi mà chúng tôi đưa ra trong món ăn thứ hai như sau. Các bạn, ngoài lạc thì nguyên liệu chính để làm bánh đúc là gì? 65% các bạn khán giả nghĩ rằng đó là gạo tẻ và 35% các bạn khán giả nghĩ rằng đó là gạo nếp. Sau khi mà chị đã ăn qua cái đĩa bánh đúc này rồi thì chị nghĩ nó đang làm từ gì? Tiên ơi, tẻ hay nếp? Chị không chị cần trợ giúp, chị cần trợ giúp. Thế chị chưa có thể hỏi em mà chị ăn. Nhưng mà chị có thể hỏi Trang Moon mà. Trang Moon có thể trợ giúp cho chị đấy. Nhưng mà nếu như chị được phần thưởng này thì phải chia cho em chứa gì đó nhá. Tối nay ok, thì em sẽ trợ giúp chị làm món một. Này anh nói cho Moon nghe nhá. Kinh nghiệm theo kinh nghiệm của anh ấy, em cứ nhìn vào Su là một cái tấm gương sáng để em noi theo. Đấy là cứ nhắc khách mời rồi tưởng là được mời đi ăn, cuối cùng là làm xong khách mời đi về mà cuối tháng là Su bị trừ sạch lương đấy. Chị có nỗ làm vậy với em không? Không, chị hứa, em cứ giúp chị sẽ hứa. Được, vậy thì chị hãy chọn đáp án 1 đi đấy. Em nghĩ là đúng đấy, bởi vì em vừa ăn xong mà. Cứ cậy mình xinh đẹp là muốn làm gì thì làm, không sợ bếp trưởng nữa. Thôi được rồi, như vậy là bây giờ chị sẽ đưa ra lựa chọn của mình trong đáp án. Đó chính là đáp án thứ nhất đúng không ạ? Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đáp án của món ăn thứ hai để xem là bánh đúc được làm từ gạo tẻ hay gạo nếp. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Đó, như vậy là bây giờ chị đã có thêm được 20 điểm tương ứng với 200 ngàn đồng. Tổng số điểm bây giờ là 30 điểm. Yeah, một lần nữa. Yeah, một lần nữa. Nhưng mà lần nào cũng ăn mừng một kiểu thì nó hơi nhàm, đặc biệt là em với có kiểu nào khác không? Đặc biệt là với những tín đồ thời trang thì họ luôn update những cái gì mà nó mới mẻ đúng không? Vậy thì bây giờ chị update theo một cái cách hi-fi mới đi. Hi-fi mới. Ví dụ như là cách hi-fi của em chẳng hạn. Bây giờ chị gõ vào tay em. Gõ từ trên xuống. Đó, em gõ ngược lại, chúng ta đấm vào nhau rồi bung ra bùm. Ở trong món ăn thứ ba chúng ta sẽ đập tay kiểu đó nhưng mà được remix theo kiểu Big Hero. Chị đã xem phim bộ phim đấy chưa? Chắc em nhắc chị một phim đi. Thế thì lát nữa em sẽ dạy chị kiểu high five đó. Như vậy là chúng ta đã vừa được trải qua hai món ăn đầu tiên của chương trình. Một món ăn nói về chủ đề thời trang này, một món ăn thì chúng ta được ăn vừa trực tiếp do chính đầu bếp của nhà hàng chuẩn bị. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với món ăn thứ ba của chương trình ngày hôm nay, và có lẽ là ở trong món ăn thứ ba này thì chúng ta lại quay trở lại với chủ đề những tín đồ thời trang mà chúng ta đang nói chuyện với nhau đúng không ạ? Bây giờ thì sẽ là món ăn thứ ba của chương trình ngày hôm nay, xin mời chị cùng theo dõi. Cô gái sẽ làm gì với chú mèo? 1. Sắm cho chú mèo một tủ đồ màu hồng. 2. Nhuộm chú mèo màu hồng. Đó là câu hỏi trong món
Thứ ba mà chương trình mang đến cho chị. Câu hỏi như sau: theo bạn, cô gái sẽ làm gì với chú mèo? Đáp án thứ nhất là sắm cho chú mèo một tủ đồ màu hồng, và đáp án thứ hai là nhuộm chú mèo màu hồng luôn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại với câu chuyện về những tín đồ thời trang. Những tín đồ thời trang thì có nhiều người đôi khi là họ thường bị thái quá, giống như là cái cô gái ở trong clip vừa rồi ấy. Tôi không biết chị thì như thế nào, chứ nếu mà là bản thân của em mà gặp một cái cô người yêu như thế thì em tính sao? Không thể yêu một cái người mà nó lại đầy màu hường như thế được. Đà đảo kịch liệt luôn ý. Không biết là chị có bao giờ giống như cô gái ở trong đó không, nghĩa là mình đam mê một cái màu gì đó là mình nhuộm toàn bộ mọi thứ tài sản của mình thành màu đó, thậm chí là có một ngày mình mang cả người yêu của mình ra nhuộm nguyên một quả đầu màu hồng. Thật ra thì chị chưa bao giờ rớt vô tình trạng đó, bởi vì nếu là một người thời trang thì cái mắt và cái xu hướng của chị nó thay đổi liên tục theo cái xu hướng thời trang. Nhưng mà để mà cả người màu hồng, tất cả màu hồng và cả người yêu màu hồng thì cái đó gọi là nó bị quá nghiện thời trang rồi, và nó trở thành một cái gì đó gọi là nó hơi cực đoan. Dạ, cực đoan, và nó thái quá ra, nó rất là thái quá. Nên thành ra là nếu mà một tín đồ thời trang thì cái mắt họ phải thay đổi liên tục, thích hợp theo từng mùa, từng xu hướng thời trang. Vậy thì đối với một biên tập viên thời trang như chị thì chị thích cái xu hướng, cái phong cách thời trang nào nhất? Thì như hồi nãy chị có nói với em rồi, có lẽ cái phong cách chính của chị hiện nay là thanh lịch và đơn giản. Thì đó là cái chị chú trọng vô nhiều nhất. Có lẽ như đối với một cái người đã từng là người mẫu và bây giờ thì lại là một biên tập viên thời trang thì cái việc phối đồ, chọn đồ, mix đồ và mặc như thế nào đối với chị thì hoàn toàn là việc đơn giản. Thế nhưng mà đối với những cái người ở trong nhà hàng như chị thấy đấy, ví dụ như là em này, Trang Moon hay là Thủy Tiên, em thì không có một cái chiều cao, không lấy gì làm đáng làm tự hào đúng không? Chọn đồ, mặc đồ rất là khó. Vậy thì hôm nay nhân cơ hội là có một biên tập viên thời trang ở đây thì có lẽ là những nhân viên ở trong nhà hàng của chúng ta, Thủy Tiên ạ, và Trang Moon nữa, chúng ta hãy cùng nhờ biên tập viên này để thay đổi, tư vấn cho chúng ta biết cách mix đồ như thế nào, chọn đồ như thế nào cho nó hợp lý. Chị có đồng ý không ạ? Xin mời Mì Chính hãy mang giúp tôi những món đồ mà Thủy Tiên đã chuẩn bị vào trong trường quay nào. Đó, ôi trời ơi, rất là nhiều đồ. Ôi, những cái này là Thủy Tiên chuẩn bị, nhưng mà Thủy Tiên có mặc vừa không? Không, những cái này là gồm, thật ra là bọn em đã chuẩn bị rất là nhiều thứ. Nhưng mà cho chị hỏi, chị có được phép đứng lên không? Hay là chị cứ phải ngồi? Chị cứ đứng đi, chị đứng thoải mái. Chị đứng, khi chị đứng thì em ngồi. Em ngồi. Ok, thôi bây giờ chị ngồi trước, em cứ đứng. Vâng, đến lượt em đứng. Báo cáo với chị là như sau, những cái món đồ này là em và Thủy Tiên ngày hôm qua đã tức cả đêm với nhau chọn lựa xem là ngày hôm nay mình sẽ mang cái gì đến đây để làm mẫu và để nhờ biên tập viên Thanh Trúc tư vấn cho mình cách chọn lựa, cách phối đồ như thế nào để cho nó thật là thời trang. Thủy Tiên ra đây. Trước tiên là có rất là nhiều những cái món đồ của em này, và ngoài ra thì có món đồ của Thủy Tiên nữa. Chị đây, chuyện ăn của em quan trọng nhất. Nhưng mà này, cái này rõ ràng là của Thủy Tiên. Anh chị em cũng wow chê. Chị tư vấn cho em. Trang Moon, em có muốn nhiều tư vấn thời trang không? Ra đây nhanh lên, rất là nhiều quần áo đẹp luôn. Em rất là thích, nhưng mà Bây giờ nhường Thủy Tiên trước được không? Bây giờ trước đi, chị. Được rồi, nhường Thủy Tiên trước. Em trước nhá. Thủy Tiên, em đứng ra đây, Đây, đứng ra đây. Đầu tiên nhá, bây giờ cởi cặp dề ra. Trong cái khoảng thời trang là body là quan trọng nhất. Đúng. Em phải cho chị thấy body của em trước cái đã. Đó. Cởi đi, cởi. Cởi ra xem nào, nhanh lên. Wow. Không sao. Ở đây cầm cái cặp dề cho. Rồi, bây giờ đứng vào đây xem nào. Anh trêu em thế thôi. Chứ riêng để mà nói về tự tin ý, thì em lúc nào cũng được 10 điểm. Nên không phải lo đâu. Bây giờ đứng như thế nào? Bây giờ với một cái vóc dáng của một người thon gọn cân đối như Thủy Tiên đứng bên cạnh tôi đây thì chỉ rồi để yên lên cái tâm giới thiệu. Thì chị Thanh Trúc sẽ chọn món đồ nào đầu tiên để có thể cho cô ấy khoác lên người ngay bây giờ? Đầu tiên cái điều mà chị muốn nói với Thủy Tiên đó ở đây là mình không bao giờ chọn sọc ngang. Bởi vì sọc ngang sẽ làm cho người nhìn người ta cảm thấy là mình to. Sao anh tối qua anh bảo em mặc cái này? Không phải, em nhầm rồi. Anh bảo là anh là người mặc sọc ngang vì anh hơi gầy nên anh mặc sọc ngang cho nó to ra. Cuối cùng hôm nay em đến đây tranh của anh. Anh bảo em kéo lên mặc sọc ngang cơ mà. Đâu mà em mới nhầm. Cứ bảo người ta. Thôi đừng tranh cãi nữa. Không mặc sọc ngang thì okay. Bây giờ mặc cái gì ở trong đống này ạ? Bây giờ ở đây chị nghĩ là Thủy Tiên nên chọn những cái nào có tông màu tối. Để anh chọn cho. Không, chị để anh để chị chọn thì như là đã bối nhỉ. Tâm lý. Những cái nào có tông màu tối và cái form dáng nó thon gọn
để cho nhiều người em nó gọn hơn. Thon gọn, tối, màu tối mà lại còn thon gọn. À, áo này có được không ạ? Wow. Áo đó của ai? Của em hay của Tiên? Áo này là áo của em. Thế nhưng mà áo này được của em nhưng mà sao vào được? Sao anh chưa thấy mà. Thế bây giờ, em chọn đi, em thích cái nào thì em chọn đi. Em cứ chọn cái nào mà em cảm thấy tự tin, nhưng mà đặc biệt là phải tông màu tối. Cái này có được không ạ? Không em à, không em à. Tông màu tối, tối mới chịu được. Đây. Quần này của em đúng không? Vâng. Đây. Và chỉ cần một cái áo dài màu tối như vậy thôi, và một cái áo khoác bên ngoài cho cái mùa đông se lạnh nhá. Thật đâu, áo khoác đâu ạ, áo khoác đâu ạ? Em à, áo khoác thì mọi cái này màu tối thôi. Áo này của ai? Áo đấy thì là của em luôn, nhưng mà hôm nay em hy sinh cho cái này em mặc được à? Cái này có vừa không? Không được rồi. Không, cái này yên tâm đi, anh mặc thì nó rất rộng, rất hip hop, nhưng em mặc vào thì nó rất body. Sexy không anh? Ừ, sexy, em có thể dùng nó. Không có cái nào màu tối rồi em à. Này, tóm lại là có lẽ là cái công việc chọn lựa thời quần áo, thời trang cũng rất là khó. Ngay cả khi có một biên tập viên, một cái người có rất nhiều kinh nghiệm ở đây. Nhưng mà vì chị thấy ở đây là chọn lựa cho Thủy Tiên, nhưng mà ở đây toàn đồ của em thôi. Thế nên là em muốn... Ý em em có tiền với một cái áo khoác rất là đẹp, chị có thể cho em thử được không? Mà áo của em mà chị sao vừa được? Thôi tóm lại là mọi người cứ chọn lựa tranh nhau nhiều quá. Bây giờ Thủy Tiên đứng dịch ra kia, tôi quyết định rồi. Bây giờ tôi sẽ chọn lựa một bộ trang phục như theo cái lời tư vấn của chị Thanh Trúc. Sau đó thì Thủy Tiên sẽ ra ngoài kia thay cái bộ trang phục này vào. Sau đó mang món ăn tiếp theo ra, vừa chúng ta vừa thưởng thức món ăn vừa xem là cái gu thẩm mỹ mà sau khi đã được tư vấn là của Thủy Tiên là có thay đổi hay không. Đó, cầm lấy đã. Còn lại thì tí nữa em rất muốn thử một điều, đấy là cho em thử làm biên tập viên thời trang đi. Và chị là model, em sẽ chọn những bộ đồ này. Này, anh em mình chọn. Hai anh em mình sẽ chọn những bộ đồ để cho chị Thanh Trúc mặc được không? Chơi luôn. Không làm gì hại đến chị đâu, yên tâm. Chị em sẽ mang cho chị một phong cách hoàn toàn mới. Còn bây giờ thì này, em vào chơi nhạc đi. Ta sẽ mang đến cho các bạn khán giả và chị Thanh Trúc đáp án của món ăn thứ 3. Sau đó chúng ta sẽ đến với cái phần mà em rất là chờ đợi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay lại với câu hỏi trong món ăn thứ 3. Tình huống của chúng ta nói về một cô gái đam mê thời trang với chủ đề là màu hồng trong clip. Theo bạn, cô gái sẽ làm gì với chú mèo của cô gái? 72% các bạn khán giả nghĩ rằng là cô ấy sẽ sắm cho chú mèo một tủ đồ màu hồng. Và 28% các bạn khán giả nghĩ rằng cô gái đó sẽ nhuộm chú mèo màu hồng luôn. Có lẽ là không nhiều người nghĩ rằng cô ấy sẽ hành hạ chú mèo đến mức là nhuộm cả chú mèo màu hồng. Và cô ấy chỉ sắm cho chú mèo của cô ấy một tủ đồ màu hồng thôi. Còn chị thì chị nghĩ sao ạ? Chị nghĩ thì cô ấy cũng sẽ sắm cho chú mèo một tủ đồ màu hồng, bởi vì thứ nhất là được đáp ứng cái nhu cầu của cô ấy là tất cả đều màu hồng, và sau đó còn được thỏa mãn thêm cái việc mua shopping thời trang, lại còn được đi mua đồ không phải cho mình mà còn không cho phải chú cho mèo mình, của mình còn cho chú mèo của mình nữa. Như vậy là chị sẽ chốt đáp án là đáp án thứ nhất đúng không ạ? Chị chắc chưa? Bởi vì nếu chị sai câu này thì chị sẽ phải đến với một thử thách của nhà hàng đã chuẩn bị trước. Chị chắc thử thách này cực kỳ nguy hiểm, là chị sẽ phải tạm dừng cuộc chơi đó, và các bạn khán giả sẽ là người chơi thay chị ở trong món ăn thứ 4. Nếu họ đúng chị sẽ được quay lại chơi ở món ăn cuối cùng, còn nếu họ sai thì thôi, có lẽ là chúng ta sẽ kết thúc chương trình và mặc hết đúng đồ này rồi đi về. Nhưng mà chị nghĩ tất cả các bạn khán giả sẽ ủng hộ cái sự lựa chọn của chị. Như vậy chị sẽ chốt đáp án là đáp án thứ nhất. Các bạn khán giả thân mến, như vậy là chị Trương Thanh Trúc đã chọn theo sự ủng hộ của các bạn khán giả. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với đáp án của câu hỏi này để xem đáp án thứ nhất, đáp án thứ hai sẽ là đáp án chính xác. Xin mời. Chị không nghe em. Đôi khi các bạn khán giả ủng hộ mình rất là nhiệt tình, nhưng họ cũng không phải là họ biết trước đáp án, mà họ giúp mình, trợ giúp mình theo cảm tính của họ. Và đôi khi đó lại rơi vào những đáp án sai.
Chính vì thế là chị em nghĩ là ở trong câu sau ấy, khán giả sẽ là người chơi hộ chị, chính vì thế họ sẽ có một cái quyền lực rất là lớn. Em nghĩ là chị nên nhìn thẳng vào máy quay, nhìn thẳng vào khán giả và kêu gọi họ sẽ ủng hộ cho mình ở trong món ăn tiếp theo. Đúng rồi, tất cả các bạn khán giả ơi, hãy ủng hộ Trúc trong vòng tiếp theo nhé. Thôi, mỗi thế thôi ạ. Mỗi thế thôi, chị rất tin tưởng vào các bạn khán giả. Ôi, nếu mà mỗi thế thôi thì có lẽ là chưa đủ nhiệt tình dành cho các bạn khán giả. Để em giúp nhá. Các bạn khán giả thân mến, trên tay tôi đấy, chà. Cái này hấp dẫn nhỉ. Cái này hấp dẫn hơn nhiều và chắc chắn là sau khi mà các bạn khán giả thấy những phần quà như thế này thì họ sẽ tương tác hết sức nhiệt tình trong chương trình ngày hôm nay. Trên tay tôi là một chiếc iPad Air. Đó chính là phần thưởng tháng của vị khán giả nào may mắn trong cổng tương tác đồng hành với Bữa Trưa Vui Vẻ. Các bạn vẫn nhớ cú pháp của chúng ta chứ, đó chính là soạn tin nhắn BT gửi 9141 và làm theo hướng dẫn. Khán giả trúng thưởng ngày thì sẽ có cơ hội nhận được một thẻ cào trị giá là 500.000 đồng. Và ở tháng này thì chúng ta sẽ nâng cấp giải thưởng chúng ta lên, không phải là một chiếc điện thoại iPhone 5S nữa mà sẽ là một chiếc iPad Air. Hết sức hấp dẫn phải không nào? Vậy thì các bạn còn chờ gì nữa mà chúng ta không cùng soạn những tin nhắn để cùng tham gia đồng hành với Bữa Trưa Vui Vẻ. Và hôm qua thì chúng ta cũng đã có một vị khán giả may mắn đã nhận được phần thưởng là một thẻ cào trị giá 500.000 qua hệ thống 9141. Đó chính là bạn Nguyễn Thị Ngọc Diệu ở số điện thoại là 0122568 73XX. Xin chúc mừng bạn và không biết là ai sẽ là người khán giả may mắn trong ngày hôm nay đây. Ngày mai chúng ta sẽ biết, còn bây giờ thì các bạn hãy tiếp tục tương tác thật là nhiệt tình đi. Rất tiếc chị đã phải dừng cuộc chơi, tạm dừng cuộc chơi ở trong sau khi chúng ta đã trải qua món ăn thứ 3. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ mang món ăn thứ 4 ra này. Trong lúc chúng ta thưởng thức món ăn thứ 4 thì sẽ kêu gọi các bạn khán giả chơi hộ mình, trợ giúp mình và hy vọng phần đông các bạn khán giả sẽ trả lời đúng để chị có thể quay lại chơi trong món ăn thứ 5. Ok. Bây giờ sẽ là món ăn thứ 4 của chương trình ngày hôm nay và mà em để ý thấy là cô kia cô ấy vừa thay quần áo nhanh mà cô cũng đã chuẩn bị món ăn hết sức nhanh rồi. Em mang món ăn thứ 4 ra đi tiên. Tên. Này, phải nói là từ ngày nhà hàng cái gì? Khi ăn hãy nhìn trang phục của em đã. Wow. Anh nói thật, nhìn em bình thường là Thủy Tiên, nhưng mà sau khi em mặc chiếc áo lông thú này vào thì anh cảm giác trông em như là một con gấu. Sao? Đáng yêu mà. Ừ thì con gấu đáng yêu chứ có ai nói gì đâu. Chị, đây là món ăn của người miền Nam. Đúng rồi. Này, mà... phải nói là từ hồi mà nhà hàng đổi menu đến giờ là không gian nó tươi hẳn lên. Ngày nào cũng được ăn những món đồ tươi, đồ ngon do chính tay nhân viên nhà hàng làm. Đấy, nghĩ là chị là người miền Nam, chị giới thiệu cho em đi. Đúng rồi, hỏi đúng người rồi. Hỏi một người ở miền Nam những món ăn Việt Nam bộ. Chị có thích ăn bánh xèo không ạ? Thỉnh thoảng chị ăn bánh xèo. Bởi vì thật sự thì bánh xèo nó có hơi nhiều mỡ một tí xíu. Nên thành ra chúng ta phải ăn hạn chế và có định kỳ trong tháng. Cái món này là chấm rán. Có thịt, có tôm này. Đúng rồi. Em cứ giới thiệu một món ăn đàng hoàng tử tế chậm rãi thôi và mời khách mời ăn chứ đừng có hấu lao cắm thẳng đầu vào cái đĩa bánh như thế này. Thôi được rồi, giữ khoảng cách. Thật ra cái cách ăn của mình là mình sẽ cuốn vô cải xanh và sau đó mình bỏ bánh xèo và sau đó mình cho rau vào và chamun ra đây. Dùng chung với nước mắm. Cắt nhá. Thế bây giờ cắt đi chứ còn gì nữa chứ lại hỏi anh chẳng nhẽ là chị nghĩ là không cần phải cắt đâu, cứ để đây mọi người sẽ cùng ăn. Thế thì đấy. Chúng ta lại phải tham khảo thêm cái cách ăn bánh xèo của người miền Nam thì họ sẽ ăn bánh xèo như thế nào. Bây giờ chị có thể giới thiệu, ví dụ chúng ta có 4 người chẳng nhẽ là lại cứ xé ra như lúc nãy Thủy Tiên xé thì nó không được đẹp mắt cho lắm. Bây giờ chị có cách nào để cho cái bánh xèo là mình phải xé chung với nhau cho nó vui, nhưng mà xé làm sao để cho nó đẹp đấy chứ. Ok, bây giờ như vậy ha. Thì rồi, đũa của em đây, xin mời cho Moon. Đây. Wow. Nhá. Đây. Bánh xèo là vậy, mình ăn phải xé, sáng. Bánh xèo hay còn có một cái tên gọi khác là bánh xé. ở trong đấy, sau đó là chị ơi, đây là nó có bột bên ngoài, ở trong có nhân là tôm này, giá này, thịt đúng này, rồi. Đỗ này. Còn gì nữa ạ? Ăn đi. Này, ba đây. Thật ra thì anh thấy là bánh xèo ở mỗi nơi thì người ta lại có một cái cách làm khác nhau. Đặc biệt là ở mỗi vùng miền thì họ thường cho thêm cái nguyên liệu khác vào nữa. Ăn như nào ạ? Mình phải bỏ bánh xèo vào đây. Đây. Đây chị dành của em nhá. Từ. Nhưng mà mọi người đừng quên nhá, trong lúc chúng ta ăn thì chúng ta vẫn phải đưa ra câu hỏi để cho các bạn khán giả cùng suy nghĩ và trả lời để giúp cho chị Thanh Trúc có thể lại trong món ăn thứ 5 chứ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi câu hỏi trong món ăn thứ 4. Xin mời các bạn cùng thưởng thức với chúng tôi.
Cái nào? Dạ, chưa được. Ôi trời. Ôi. Món bánh xèo miền Nam thường được ăn kèm với loại rau nào? 1. Rau cải xanh. 2. Rau cải ngọt. Câu hỏi của chúng tôi đưa ra trong món ăn thứ tư như sau. Các bạn, món bánh xèo miền Nam thường được ăn với loại rau nào? Đáp án thứ nhất là rau cải xanh và đáp án thứ hai là rau cải ngọt. Thật ra thì ăn từ nãy giờ cũng chưa biết là bên trong nó có rau như thế nào nữa. Bây giờ chị Trúc có thể hướng dẫn cho em cách ăn bánh xèo thế nào cho đúng không ạ? Đây, mình anh làm cho, một để anh làm cho em ăn nào. Ủa sao anh không nói cho Thủy Tiên? Em nhìn này, em chỉ bằng một nửa cô ấy thôi. Em phải ăn nhiều gấp đôi cô ấy mới bằng cô ấy được, để anh giúp. Hay là em với chị cùng thêm đi, cùng đội đi. Hai bạn này cùng đội gói cho nhau. Đúng đây chị gói cho em. Ôi, Thủy Tiên đến đây để anh gói cho nè. Đâu, đầu tiên là chúng ta sẽ có một chiếc miếng rau ở trên tay đúng không ạ? Rồi, sau xong. Đó thì chúng ta sẽ xé, xé một miếng bánh xèo. Dạ, đúng rồi. Thôi để em xé cho. Xé bằng đây, tay. Khổ quá. Làm sao rồi. Được rồi, đây, thế thôi. Đây. Rồi, sau khi mà xé thì đặt lên. Nhớ tôm á, nhớ tôm mà dạ. À. Đây, chị ơi, cho em thịt đi. Không, thịt từ đây này. Bỏ tay ra, đừng cứ chặt tay vào, nó mất vệ sinh. Chị sẽ lấy thịt cho em. Ok. Chị lấy thịt cho em. Em để yên cho anh làm sau đó là rau. Thế này miếng thịt thế này. Tớ phải đúng như chị làm chứ. Có thịt đâu. Trời ơi. Bốc bả. Bánh của em hấp dẫn. Thật. Đây, nhìn đây, bánh của chị cực kỳ hấp dẫn. Từ từ, bây giờ là sau đấy là có một tí rau đúng không ạ? Vâng. Bỏ ra. Không, có một tí rau rồi ạ. Ôi, cái này ra. Bánh của em cũng rất là hấp dẫn. Rồi, bây giờ thì Cuốn lại. Yeah. Xin mời. Đã ăn thôi. Đi. Yêu lắm kìa. Ngon lắm. Miếng bánh xèo ân tình của anh lại chả ngon. Tôm thì tí ít nhưng mà nghĩa tình thì nhiều, ăn đi. Đặt nó lên miếng thịt cũng cho. Cho hẳn bánh tôm thì gì nữa. Mức em không thể nói được luôn á. Đó. Trong khi mà chúng ta cùng nhau thưởng thức món bánh xèo ở tại trường quay thì bây giờ các bạn khán giả đang ở trước máy thu hình họ cũng đã có đáp trả án lời rồi. Xong đáp đã có đáp án của món ăn thứ tư rồi, và có lẽ chúng ta cùng theo dõi để xem là họ đang nghĩ thế nào. Quan trọng nhất là khán giả phải cứu được chị ở trong câu hỏi này để chị quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Trong câu hỏi là theo bạn món bánh xèo miền Nam thường được ăn với loại rau nào thì có 73% các bạn khán giả nghĩ rằng đó là rau cải xanh và 27% các bạn khán giả nghĩ rằng đó là rau cải ngọt. Thế còn chị thì sao? Theo chị, nếu mà chị được chơi câu hỏi này thì chị rau cải xanh. Chắc chắn luôn. Chắc chắn luôn. Như vậy là phần đông các bạn khán giả đang đưa ra đáp án là rau cải xanh. Và nếu như đáp án của chúng ta đúng là rau cải xanh thì chị Thanh Trúc sẽ quay trở lại chương trình ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau theo dõi đáp án của món ăn này. Xin mời các bạn. Như vậy là chị đã được các bạn khán giả cứu rồi. À, cho chị high five lại một lần nữa nào. Bây giờ high five kiểu của em phim Big Hero nhá. Dạ. Đầu tiên là chị gõ trên xuống này, em gõ ngược lại này, hay ra đúng không? Bla 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 bla. Đấy là một cái tình huống rất dễ thương trong bộ phim đó, và chắc chắn các bạn khán giả ai xem xong bộ phim đó cũng rất thích cái tình huống đó. Yeah. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến với món ăn cuối cùng ngày hôm nay, vì đây sẽ là một món ăn hết sức quan trọng. Nếu như chị trả lời đúng ở câu hỏi này thì chị sẽ có một mức thưởng cao nhất trong tất cả câu hỏi, đó là 100 điểm tương ứng 1 triệu đồng. Nhưng nếu chị trả lời sai thì chị sẽ mất toàn bộ số điểm. Và ngày hôm nay đến với bữa trưa vui vẻ chỉ được ăn bánh đúc và bánh xèo thôi. Chị có được bảo lưu điểm không? Không được đâu, chị hãy cố gắng làm sao để các bạn khán giả có thể trợ giúp mình một cách hữu hiệu nhất trong món ăn cuối cùng này. Đó. Bây giờ thì sẽ là món ăn cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Xin mời các bạn theo dõi. Anh ơi, cái đầm cái đẹp quá à. Anh cho em lại coi chút xíu nha. Thôi em ơi. Thôi, coi chút xíu thôi. Em thề với anh, em coi em không có thử đâu nha. Trời ơi, đẹp quá à. Anh, dễ thương quá à. Anh cho em thử nha. Em ơi, cái dạng đầm này ở nhà nhiều lắm.
thử làm gì? Không có đâu, cái này khác hoàn toàn luôn á, cho em thử nha. Không mua thử làm cái gì? Không, cho em thử thôi. Em thử với anh, em thử, không có mua đâu nha. Thưa bạn, cô vợ có mặc thử đồ không? Một, có. Hai, không. Món ăn cuối cùng trong bữa trưa ngày hôm nay sẽ đưa ra một câu hỏi như sau. Cô vợ có mặc thử đồ hay không? Đáp án nhất là có và đáp án thứ hai là không. Đó. Trong thời gian chúng ta cùng suy nghĩ để trả lời câu hỏi này thì có lẽ nên đợi các bạn khán giả. Và để họ trợ giúp cho chúng ta một cách đắc lực nhất thì chúng ta hãy cùng xem những bức ảnh mà họ đã gửi về cho trang fanpage của chương trình. Chọn ra một bức ảnh mà chị Thanh Trúc cảm thấy là bức ảnh dễ thương và ấn tượng nhất, thời trang nhất nữa. Sau đó thì sẽ chọn bạn đó là chủ nhân của món quà mà chị đã mang đến cho chương trình. Và có lẽ là vị khán giả đó là ai chúng ta sẽ cùng thông báo trên fanpage. Nhưng mà trước hết chúng ta hãy xem những bức ảnh mà các bạn khán giả trên khắp cả nước gửi về như thế nào đã. Đây sẽ là hình ảnh của trang fanpage của chương trình. Để xem là hôm nay ai sẽ là một tín đồ thời trang nổi bật nhất trong bữa trưa đây. Chị hãy theo dõi những bức ảnh và chọn ra một khán giả mà chị cảm thấy là thời trang nhất. Ai xinh hơn nhỉ? Đã xinh hơn chị Trúc chưa? Let it go, let it go. Đông rồi làm nữ hoàng băng giá cho đỡ lạnh. Một em bé rất dễ thương này. Wow, đẹp trai hơn em rồi. Chắc chắn rồi, chắc chắn cậu này đẹp trai hơn mình rồi. Một cô gái rất là dễ thương nhưng mà mời cô mam rất là dễ thương phải không? Nhưng mà có lẽ là các bạn khán giả chưa nhiều người. Trời lạnh rồi, chị mặc thật ấm vào nhé và ra mắt cho khán giả những mẫu quần áo đẹp. Chúc chị một bữa trưa vui vẻ. Wow, rất là dễ thương luôn. Nhưng mà em vừa nói là có lẽ những các bạn khán giả chưa hiểu cái chủ đề ngày hôm nay của chụp ảnh của chúng ta là gì đúng không ạ? Chưa nhiều những cái sự độc đáo, phá cách mới lạ trong cái vui thể trang của họ. Ai sẽ là chủ nhân của phần quà của biên tập viên thời trang Thanh Trúc đây? Ôi, cháu là người mẫu, dễ thương quá. Wow, đây là bức ảnh check-in của chúng ta kìa. Tín đồ thời trang là đây, tông xe tông. Wow. Bạn này thì nhìn thấy đúng hai ngón tay và cái mỏ đấy chu ra rồi. Ở đây sẽ là bức ảnh cuối cùng. Chỉ thẳng vào TV luôn. Như chị Trúc đã thấy thì các bạn khán giả cũng đang ở bên cạnh gia đình của mình, đang cùng ăn trưa và theo dõi chương trình của chúng ta. Bây giờ thì có lẽ là chị hãy tìm ra một vị khán giả mà chị cảm thấy đó là vị khán giả ấn tượng nhất. Chị chọn ngay bây giờ luôn. Chị chọn ngay bây giờ luôn. Chị thấy ấn tượng bức ảnh nào nhất? Em thì em thấy là cái bức ảnh mà có hai bé mà mặc quần áo tông tông ấy, rất là thời trang đúng không ạ? Bức ảnh đó hoặc là bức ảnh cuối cùng cậu bé mặc bộ đồ xám. Đó, rất là thời trang, có vẻ một chút gì đó hip hop, có vẻ một em chút gì đó. Em đã sẵn sàng hai bức ảnh đó rồi, bây giờ thì thử xem là bức ảnh nào sẽ là bức ảnh chị thích. Đây ạ, đây là bức ảnh, một trong hai bức ảnh này, là bức ảnh thứ hai ạ. Đây đúng không ạ? Đúng rồi. Tín đồ thời trang là đây, tông sẽ tông, chị chọn bức nào? Chị nghĩ là chị đồng ý với em, tín đồ thời trang là đây. Tín đồ thời trang là đây, tông sẽ tông. Như vậy bạn khán giả ở địa chỉ Facebook Ngọc Mai sẽ là vị khán giả may mắn nhận được phần quà của biên tập viên thời trang Thanh Trúc. Và chúng tôi sẽ thay mặt cho chị Thanh Trúc gửi phần quà này đến cho bạn khán giả ở địa chỉ Facebook là Ngọc Mai. Trong thời gian chúng ta chọn ảnh thì bây giờ có lẽ các bạn khán giả cũng đã suy nghĩ xong để cùng tương tác cùng chị trả lời cho món ăn cuối cùng này rồi đấy. Bây giờ cố gắng phải suy nghĩ thật kỹ để mang một mức thưởng khá khẩm một chút về chứ, đúng không? Cô vợ có mặc thử đồ hay không? 77% các bạn khán giả nghĩ rằng đáp án thứ nhất là có và 23% các bạn khán giả chọn đáp án thứ hai là không. Bây giờ chị muốn hỏi Trí nếu mà... Thôi chết rồi, em không muốn bị bếp trưởng truyền lương đâu. Chị hỏi sang cái người đứng ở bục DJ kia đi, em không biết gì hết. Trang ơi, em có thử không? Nếu như là thôi, em thì... em cũng không muốn cô ấy bị truyền lương nữa đâu. Ôi, hãy để cô ấy nói. Anh Trí rất là tốt bụng. Nhưng mà em nghĩ là bếp trưởng sẽ không truyền lương em đâu. Và em cũng đã có một bữa hẹn ăn tối nay rất là hấp dẫn cho nên em sẽ... nếu như là em thì em sẽ không chọn đâu. À, lại không chọn. Em chọn đáp án là 2 hay 1? Nếu không phải là 2 thì là 1. Thế bây giờ là em tư vấn cho người ta, em phải tư vấn rõ ràng chứ, em lại cứ lấp lửng. Nếu như là em thì em sẽ không thử đâu, bởi vì thực sự nếu em thử và em sẽ mua mất. Nhưng mà các tín đồ thời trang thì họ sẽ khác đấy. Chị nghĩ là chị sẽ thử cho bằng được. Nếu là em thì em nghĩ là em cũng thử. Tại gì mà không thử. Đúng rồi. Mình thử xong rồi mình có thể không mua, mình ngó một cái chụp một kiểu ảnh mình cảm thấy vui rồi. Chị nhất định sẽ thử. Như vậy chị sẽ chốt đáp án của mình trong món ăn cuối cùng này là có. Đáp án thứ nhất,
Bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là đáp án có phải là đáp án chính xác cho món ăn cuối cùng này hay không. Xin mời. Cho em thử đi anh. Em ơi, không ổn là em ơi. Bây giờ lại phải nghĩ đến một kiểu hi-fi mới rồi. Bây giờ em đã nghĩ ra hai kiểu rồi. Bây giờ chị nghĩ một kiểu của chị đi. Xong từ lần sau mà hai chị em mình gặp nhau thì chúng ta sẽ bắt tay kiểu đấy. Dạ, một này, hai. Ba. Nhưng mà thật sự là mỗi lần gặp nhau mà cứ chào nhau như thế này thì... Bây giờ thì có lẽ là đến lúc mà chúng ta sẽ phải nói lời chia tay và em sẽ tổng kết. Nhưng mà tôi chỉ phải xuống. Chia tay thì hay là sao? Hay là mình cứ ngồi xuống chào đi cho nó đẹp. Bên trưởng ơi, có thể tổng kết cho tôi biết là hiện nay chị Thanh Trúc đang có bao nhiêu điểm không ạ? Wow, chị đang có 170 điểm tương ứng với 1.700.000 đồng. Không phải là mức thưởng tối đa, nhưng mà tuy nhiên mức thưởng đó cũng có thể dẫn được 4 người trong nhà hàng ngày hôm nay đi ăn một cách vui vẻ. Cảm ơn các bạn khán giả đã theo dõi bữa trưa ngày hôm nay của chúng tôi với biên tập viên Thanh Trúc. Một lần nữa xin cảm ơn chị đã đến tham gia với chương trình này. Và chúng ta đã có một bữa trưa vui vẻ cùng trò chuyện với nhau về chủ đề xoay quanh những tín đồ thời trang. Bây giờ đã đến lúc phải nói lời chia tay để có một lời nói gì đó dành cho các bạn khán giả đang theo dõi truyền hình, về nhất là những người mà... trong ngành thời trang, nhất là những người là theo đam mê thời trang, yeah, là những tín đồ thời trang, thì chị có lời khuyên gì dành cho họ? Chúc muốn nói với tất cả các bạn khán giả ở đây là tất cả chúng ta đều có thể trở thành một tín đồ thời trang, nhưng mà tín đồ thời trang không có nghĩa là thoái hóa, mà chúng ta phải biết cân bằng phong cách của mình để có thể tỏa sáng hơn. Hy vọng là tất cả chúng ta sẽ trở thành tín đồ thời trang sau cái buổi trưa vui vẻ ngày hôm nay. Cảm ơn Thanh Trúc rất nhiều. Các bạn khán giả thân mến, trong cuộc sống của chúng ta thì ai cũng có những đam mê, và nếu như đam mê đó được hiểu theo một nghĩa tích cực thì cuộc sống sẽ thú vị hơn nhiều. Nhưng nếu các bạn lạm dụng nó và mang cái đam mê của chúng ta trở thành một điều gì đó tiêu cực thì không nên một chút nào, đúng không? Ở đầu chương trình thì chị Thanh Trúc đã nói là chị rất muốn được thử sức ở trong vai trò DJ. Vậy thì bây giờ hãy cho lời chào kết dành cho các bạn khán giả để tất cả chúng ta hãy cùng di chuyển sang phía bàn DJ và thử tài DJ của chị Thanh Trúc, đúng không ạ? Các bạn khán giả thân mến, cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ ngày hôm nay của chúng tôi với biên tập viên Thanh Trúc. Bây giờ sẽ là lúc để chúng ta vui chơi và hẹn gặp lại các bạn trong bữa trưa ngày mai.
Yeah.